Anh em ở đây cái con màu này là con màu của người ta sấy anh em ha. Này sáng bữa giờ mình phơi nắng mà nó cứ bay về, hôm trước mình có quay cho anh em xem á. Nè, anh em thấy con màu đứng không? Đó, màu này màu sấy của người ta nè. Mà giờ dịch quá rồi không có đi ra khỏi nhà được anh em. Không có đi ra khỏi nhà được, chỉ đi vòng vòng nhà. Người ta đi chỗ khác là không có cho. Bây giờ mình treo ở đây thì bỏ nó về tới rồi nó bay đi. Đó con mồi của mình anh em. Gieo ngay chân tàu chuối không có lại gần quay được, hơi xa ha. Con màu này là của cái ông anh ở lúc ở dưới nhà gần gần cuối đường đó, con màu này của ảnh sảy nè. Bay vòng vòng ở đây bay lẻ có mình anh á. Về nó đấu lắm mà ở trong đó nó có cái lùm á anh em. Không có vô trong cái lùm nó treo rồi, cái lùm nó ấy lắm, sợ vô đó treo rồi sơ ý gắn nó ấy, cái lùm bịch dữ lắm, có mấy cái cây trong cái lùm nó bịch đó. Để em thử treo này hồi đi coi nha, chờ cho nó căng lên rồi bắt đầu vô trong cổng gọc cây ở trong cái lùm đó mình treo thử là được không nha anh em. Ba đi rồi, màu sảy này mà nó yếu lửa anh em, nó không có căng lửa lắm, căng lửa là dính rồi. Màu này màu sảy quá á. Bữa ông anh kia ông kêu nó sảy mà không biết phải có ổng không thì không biết. Mình treo đây đi để hồi nữa có dính mình quay cho anh em xem nha. Chứ lâu lắm, con này nó không có lửa. Nãy nó bay lại đậu trên dây điện kế bên mà không ra. Để hồi nữa mình kiếm cái lùm cây mình nhét nó rồi cái. Nè, quay cho anh em xem nè. Nắng quá. Tướng trà bá lửa luôn, cái mồng dày cui luôn, dữ lắm cái mồng mà hôm qua nó đứng đó nó múa dữ lắm, múa này mà treo con mồi trên dây điện đó mà nó lại nó con này yếu lửa quá, nó yếu lửa quá. Này chim sổng tướng dữ lắm, bự rồi đó, chim có ai sảy đang phơi nắng nè. Em nghe nó hót không? Mình treo con mồi lúc ở đằng ra những cá đằng kia anh em. Bỏ đẳng luôn. Cái mồng nó dày mà nó dài vô kìa. Để đi, treo con mồi lúc đằng ra những cá đằng kia. Ở đây thì nó đang đấu với mình treo cái con bổi hôm bữa mình bắt bị hư đuôi á, mình treo ở bên đó cho nó đấu luôn. Nào dính mình quay cho anh em xem. Trời ơi, con mồi mình treo lúc đằng kia nó không đá mà nó lại nó đá con bổi này ông nào ơi. Má trắng hay gì á. Má trắng anh em ơi. Má trắng. Nè. Lại nó đấu nó chơi với con bổi của mình nè. Con bổi hư đuôi nè. Này má trắng. Đó, con này. Anh em nhìn nè. Nó đứng nè, má trắng. Ôi giờ lấy cái giờ lấy cái lập, mình lấy cái lập mình ra cái con này luôn anh em. Mình còn cái lập ở trong nhà. Mình ra con này luôn, mình treo đây ha. Cho nó coi có bắt được nó không nha. Anh em chờ xem nha. Đó,
Rồi giờ mình treo con bổi của mình đây nha anh em. Con này là bữa trước mình bắt, chắc bữa nay nó cũng được hơn tháng rồi anh em. Con mà hư cái đuôi mình bữa có quay cho anh em xem á, mà nó hót dữ dằn lắm nha. Nó đang muốn thay lông, giờ mình bờ treo ở đây nha. Nãy mình treo ở đây là chắc có thể là mình lụm cái con má trắng rồi. Má trắng này hay lắm nha anh em. Giờ mình treo ở đây ha. Nào dính mình quay cho anh em xem chứ không có thời gian, giờ đem chim đi phơi nắng. Ở đây nha anh em. Bảy chào màu nha anh em. Có con má trắng nó về tới rồi. Con này bảy bữa nay nữa là ba bữa nha anh em. Nay mình bỏ cái con bỏ bữa mình bắt được tháng mấy rồi đó. Nay mình treo nó bển, hót đấu cũng dữ lắm nha. Nhảy trời nhảy. Nhảy. Rồi lấy cọ anh em ơi. Cái chuối. Mai ăn có ba bữa rồi. Lấy cò, lấy cò. Bói này nữa. Này treo đấu dữ lắm nha anh em, mà nó còn nhát dữ lắm nhát nè. Nãy đuôi cái con cục đuôi hôm bữa nè. Nay vô lập là nó kêu dữ lắm kêu rồi. Nó còn nhát. Hay quá. Anh em nó kêu dữ lắm nhưng mà nó còn nhát ha. Con bỏ bữa mình bắt cục đuôi nè, mình đem về mình nuôi nè. Hôm nay nó kêu dữ lắm kêu luôn. Đây. Con má trắng anh em. Rồi con này nó hót một cái ha. Khỏi nói luôn, bữa nay là 3 4 bữa rồi mới bắt được nó nè. Để bắt cho anh em coi nha. Nè anh em. Má trắng nha. Này chim con luôn nha. Nè. Lông cánh nó đang ra nè anh em. Này chim con nha. Nè. Em thấy chị lông con nó ra không? Đây chớp nó nè. Chim con mà nó sổ giọng rồi nha. Hót dữ lắm hót nha. Nè. Chim này đang đâm lông nè anh em. Đang đâm lông cánh nè. Nè, anh em thấy không, chim con nha. Con này miệng nó nè anh em. Con này nó nhạy miệng dữ lắm nha, cái mỏ nó nè. Anh em nào chiên về chào màu thì nhìn con này biết cái miệng nó nè. Mỏ nè anh em. Còn yếm nè. Yếm này nè anh em. Hầu nè. Nè anh em thấy không, chim con nha. Sổ giọng dữ lắm nha. Rồi. Anh em nào xem kênh thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Con này 7 bữa nay nữa là 3 ngày nha anh em. Nè, tích nó nè anh em. Nè. Thấy không? Còn lông thì đang ra ha, lông cánh đang ra ha. À, đang đâm lông cánh ha. Chim con nha, mà nó sổ giọng rồi nha, hay lắm nha anh em. Múa xè chớp cánh rồi dữ lắm nha. Má trắng. Rồi, bye bye anh em nha. Nay vô rồi.